đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Tiểu Triệu Lệ diễn viên Băng Nghiên có động thái mới, trục trịch trở lại màn ảnh sau bê bối trốn thuế. Công khai tuyên chiến với Địch Lệ Nhiệt Ba, vào tháng 7 năm 2022, công ty của Viên Băng Nghiên bị phạt 146.000 đô la Mỹ vì trốn thuế. Nữ diễn viên Lily Mỹ Nhân Sát sau đó gần như vắng bóng hoàn toàn trong các hoạt động nghệ thuật. Hàng loạt bộ phim chưa lên sóng của cô như Lá Chắn Thiếu Niên, Lôi Đình Lệnh, Huỳnh Thành Diệt Thanh Hoang, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đều đắp chiếu. Kể từ đó đến nay, người hâm mộ và cộng đồng mạng dù chờ dài cổ cũng không thấy Viên Băng Nghiên có động thái nào. Nhiều người còn cho rằng cô đã bị phong sát lạnh, không có cơ hội hoạt động nghệ thuật nữa. Tuy nhiên, so với những sao vướng tội trốn thuế khác như Phạm Băng Băng, Đặng Luân, số tiền bị phạt của Viên Băng Nghiên khá nhỏ. Cô không bị các nhà sản xuất tẩy chay hay đòi bồi thường hợp đồng. Tài khoản mạng xã hội cũng không bị xóa. Vào dịp Tết Nguyên Đán, công ty quản lý Hoang Thụy vẫn để tên Viên Băng Nghiên trong danh sách diễn viên. Do đó, nhiều người suy đoán khả năng tái xuất của nữ diễn viên sinh năm 1992 là rất lớn. Vậy mà vào đúng ngày 8 tháng 3, Viên Băng Nghiên bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp của mình lên trang cá nhân. Động thái đánh dấu màn tái xuất này của cô nàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Thậm chí, ảnh chụp của Viên Băng Nghiên còn leo lên hot search Weibo bảng giải trí. Có vẻ như sau thời gian dài ở ẩn, Viên Băng Nghiên đã sẵn sàng quay lại giới giải trí. Giờ thứ cô nàng cần quan tâm nhất có lẽ chính là phản ứng của công chúng. Ngoài ra, cũng có thông tin cho biết bộ phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính cũng đã chuẩn bị lên sóng. Dự án cổ trang tiên hiệp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng rất có thể sẽ lên sóng vào tháng 3 này. Như vậy, em gái Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở thành một trong những đối thủ khó nhằn với Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó, có thông tin cho biết bộ phim Công Tố Tinh Anh đã được ấn định lên sóng vào tháng 3 này. Cuộc đua phim ảnh của hai mỹ nhân lứa chính ít nhận được sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vì Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Công Tố Tinh Anh thuộc đề tài khác nhau vậy nên sẽ khó để đặt lên bàn cân so sánh. Đó là chưa kể một phim chiếu đài, một phim chiếu mạng, tiêu chí đánh giá cũng rất khác biệt. Với động thái này của Viên Băng Nghiên, dân mạng xứ Trung suy đoán cô thật sự đang dọn đường quay trở lại màn ảnh. Bên cạnh những người hâm mộ ủng hộ nữ diễn viên quay lại, một số dường như vẫn để lại bình luận chỉ trích nữ diễn viên. Hiện tại, màn tái xuất của Viên Băng Nghiên vẫn đang là đề tài bàn luận của công chúng. Liệu cô nàng có thể trở lại thành công hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Viên Băng Nghiên được đông đảo khán giả biết đến sau thành công của bộ phim Lily Mỹ Nhân Sát. Cô được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh Tiểu Triệu Lệ Dĩnh vì ngoại hình có vài phần tương đồng. Sau bộ phim này, Viên Băng Nghiên còn thành công với Trúc Thanh Hảo. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng hoa thì bê bối trốn thuế ập đến. Hàng loạt bí mật đời tư như nhận quà đắt tiền từ fan, để fan gây quỹ theo hình thức bất hợp pháp, có thái độ ngôi sao của Viên Băng Nghiên bị khui ra. Sự nghiệp rực rỡ kéo dài 2 năm của cô gần như tan thành mây khói. Một số cộng đồng mạng nhận định trước khi công ty bị khui tội trốn thuế, Viên Băng Nghiên đã giao lại cổ phần và vị trí đại diện pháp lý của mình cho người khác. Tuy nhiên, khán giả vẫn gán cho cô mác ngôi sao trốn thuế. Nhưng nếu so với Đặng Luân và Phạm Băng Băng thì thiệt hại mà Viên Băng Nghiên gây ra rất nhỏ. Do đó, cộng đồng mạng dự đoán cô vẫn có cửa quay lại showbiz. Được fan tung hô diễn xuất lên tận trời nhưng không được đề cử Hoa Đỉnh khiến Triệu Lệ Dĩnh bị chê cười. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bất ngờ lọt top những cặp đôi có cả nhan sắc lẫn thực lực. Triệu Lệ Dĩnh bỗng bị chê cười vì không được đề cử giải Hoa Đỉnh lần thứ 36. Mới đây, danh sách đề cử giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 đã được công bố. Theo đó, danh sách được đưa ra đều là những bộ phim truyền hình, điện ảnh, các đạo diễn, diễn viên xuất sắc trong năm vừa qua. Tuy nhiên, dù không được đề cử thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại là cái tên nhận được sự bàn tán lớn nhất của công chúng. Theo như danh sách đề cử giải Hoa Đỉnh lần thứ 36 được đưa ra, bộ phim Gió Thổi Bán Hạ đã được đề cử ở hạng mục phim bộ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, đạo diễn của phim là Phó Đông Dục và Mao Vi cũng được đề cử. Ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất mảng phim bộ, nam diễn viên Âu Hào trong Gió Thổi Bán Hạ cũng giành được đề cử. Điều đáng nói ở đây là các hạng phục quan trọng đều có tên của Gió Thổi Bán Hạ, chỉ trừ nữ chính Triệu Lệ Dĩnh không được đề cử. Trước đó, khi phim lên sóng, nữ chính Hứa Bán Hạ đã do nàng tiểu hoa họ Triệu đóng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Phải thừa nhận rằng diễn xuất của cô nàng trong bộ phim này rất tốt. Các fan đã dành vô số lời khen ngợi cho thần tượng. Tuy nhiên, việc Triệu Lệ Dĩnh không được đề cử ở Hoa Đỉnh giống như một cú vả thẳng mặt cho fandom của Triệu Lệ Dĩnh vậy.
Có không ít cư dân mạng chê cười các fan của Triệu Lệ Dĩnh tung hô diễn xuất của thần tượng lên tận trời, nhưng cuối cùng lại chẳng được đề cử giải nào. Họ cho rằng Gió Thổi Bán Hạ nhận được rất nhiều đề cử, thậm chí nam hai là Âu Hào còn có tên nhưng nữ chính lại chẳng có mặt. Phải chăng những tung hô trước đó về Triệu Lệ Dĩnh chỉ là nói quá mà thôi? Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã làm rất tốt ở Gió Thổi Bán Hạ. Việc cô nàng không được đề cử có lẽ là do các đối thủ quá mạnh mà thôi. 2022 là một năm rất thành công của Triệu Lệ Dĩnh khi có đến hai dự án chuyển hình cùng lên sóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Diễn xuất của nàng Tiểu Hoa được khán giả khen ngợi hết lời trong cả hai bộ phim này. Ngoài ra, trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã quay lại với dòng phim thế mạnh của mình là cổ trang. Trong dự án Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh tái hợp cùng Lâm Canh Tân, bạn diễn cũ ở Sở Kiều Truyện. Với màn kết hợp ăn ý cả trong nhan sắc lẫn diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã lọt top những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Có thể thấy dàn diễn viên Hoa ngữ trẻ hiện nay vì chạy show quá nhiều, nên ít có thời gian trau dồi diễn xuất dẫn đến tình trạng thừa nhan sắc, thiếu thực lực. Phim do họ diễn chính có sức nóng, độ thảo luận cao, nhưng chất lượng lại không được bao nhiêu, có thể kể đến như Trọng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê. Tuy nhiên, có nhiều tác phẩm đảm bảo cả chất lẫn lượng, thành công khi lên sóng. Gần đây, trên Đao Bần đã có bài viết tổng hợp các cặp đôi có nhan sắc lẫn thực lực, nhận được nhiều đánh giá cao của khán giả. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường, Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch được xem là đối thủ nặng ký của Trọng Tử trong tháng 2-3 này. Tuy khởi đầu của Tinh Lạc Ngưng Thành Đường cũng chẳng khá hơn Trọng Tử là bao với hàng loạt đánh giá 1 và 2 trên Đao Bần vì tình tiết tệ, diễn viên không hợp với vai diễn, Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch không mang lại cảm giác thần tiên. Nhưng sự thật chứng minh, diễn xuất mới là điểm tựa vững chắc của diễn viên. Bằng những kinh nghiệm vốn có, Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đã phát huy điểm mạnh diễn xuất của mình, giúp Tinh Lạc Ngưng Thành Đường nghịch chuyển, danh tiếng tăng cao. Giọng của Trần Tinh Húc ban đầu nghe hơi trầm và cứng nhưng nghe quen sẽ thấy ổn. Khả năng nhã thoại cũng tốt, rành mạch và rõ chữ. Đi Đến Nơi Có Gió, Lý Hiện và Lưu Diệt Phi, bàn về nhan sắc lẫn diễn xuất thì tổ hợp thần tiên Tỷ Tỷ và Bạn Trai Tháng 7 đỉnh khỏi bàn. Được biết, dẫu phim đã kết thúc nhưng điểm trên Đao Bần vẫn cứ tăng với con số cao ngất ngưỡng 8.6 điểm. Cả Lý Hiện và Lưu Diệt Phi diễn xuất đều khá tự nhiên và thoải mái, chem City mà cặp đôi tạo ra cũng bùng cháy nữa. Chỉ cần họ đứng cạnh nhau, không cần quá nhiều lời thoại, quá nhiều biểu cảm, khán giả vẫn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu êm giữa họ. Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, bên cạnh Vân Tương Truyện thì một siêu phẩm khác cũng đang được mọi người đón nhận trong năm 2023 này mang tên Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân diễn chính. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đang được nâng cao rất nhiều trong năm 2022 qua hai tác phẩm chính kịch Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Chưa kể cổ trang lại là sở trường của nàng Tiểu Hoa nên có thể tin rằng Giữ Phượng Hành sẽ không làm khó được cô nàng. Về phía Lâm Canh Tân, tuy diễn xuất của anh đôi khi cũng ba chìm bảy nổi, nhưng nếu gặp được vai thích hợp sẽ phát huy cực tốt. Cộng thêm chem City trước đó của cặp đôi từng tạo ra trong Sở Kiều Truyện làm khán giả mong ngóng Giữ Phượng Hành sớm ngày lên sóng. Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình và Tống Dật. Kể từ ngày tin tức Bạch Kính Đình và Tống Dật hẹn hò được tiết lộ giúp Trường Phong Độ được chú ý nhiều hơn. Cả Bạch Kính Đình và Tống Dật đều là những diễn viên có đường nhân duyên với khán giả khá tốt. Độ đẹp trai xinh gái của cặp đôi thì khỏi phải bàn. Hơn nữa diễn xuất cũng ổn áp. Danh tiếng giảm sút, Dương Tử đang đi vào vết xe đổ của Dương Mịch. Hướng phát triển của Dương Tử ở thời điểm hiện tại đang khiến nhiều fans lo lắng. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Dương Tử bất ngờ tuyên bố rời Hoang Thụy Thế Kỷ sau khi hợp đồng nghệ sĩ hết hạn. Lúc đó, từng xuất hiện khá nhiều bài viết nói về hướng đi mới của nữ diễn viên, suy đoán rằng liệu cô sẽ tự mở studio riêng hay đầu quân cho công ty khác. Gần một năm kể từ ngày Dương Tử dứt áo ra đi, ngày 3 tháng 8 năm 2022, trên app Kicha Trung Quốc, ngôi sao Hương Mật Tựa Khói Sương chính thức thành lập công ty riêng có tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Văn hóa Đông Dương Tử Đồng Gia Nghệ với số vốn đăng ký là 3 triệu nhân dân tệ, hơn 10 tỷ đồng. Dương Tử có thể tự mình làm chủ sự nghiệp và hướng phát triển là chuyện vui, nhưng song song với đó, netizen cũng phát hiện ra tài nguyên và danh tiếng của nữ diễn viên đang chững lại, thậm chí còn có dấu hiệu đi xuống. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Tử đang đi theo vết xe đổ của đàn chị Dương Mịch. Lý do là vì trong hai bộ phim gần đây cô tham gia là Trường Tương Tư và Tình Yêu 199, các sao nam hợp tác cùng cô đa phần đều là người mới, ít tiếng tăm, tình trạng này giống hệt Dương Mịch mấy năm gần đây. Thế nên,
người hâm mộ cảm thấy rất lo lắng cô sẽ rơi vào nút thắt, khó gỡ rối trong quá trình chuyển đổi. Xuất phát điểm là ngôi sao nhí, tính đến nay Dương Tử đã ra mắt được hơn 20 năm, cô nàng đang bước vào giai đoạn chuyển hình quan trọng của tuổi 30. Đây là một trở ngại mà hầu như tất các diễn viên nữ sẽ gặp phải, bởi khi đã ở độ tuổi nhất định, họ không còn phù hợp với dòng phim thần tượng, ngôn tình, ba xu nữa và buộc phải thay đổi hướng đi để tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có thể xem là hoa đáng hiếm hoi làm được điều này. Sự chuyển hình của cô gần đây trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ đón nhận tín hiệu khá tích cực. Trong khi đó, Dương Mịch vẫn đang loay hoay giữa các bộ phim thần tượng, hợp tác cùng các diễn viên nam kém tuổi như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Định Luật 80-20 của Tình Yêu, tác phẩm khiến cô bị gắn mắt, Dầu Vương. Thế nên, nếu Dương Tử thực sự muốn phát triển sự nghiệp thông qua phương thức dẫn dắt người mời như lúc này, có lẽ đây không phải là một lựa chọn quá đúng đắn và hợp lý, có khi còn bị phản tác dụng. Phủ nhận quan điểm này, fan của Dương Tử cho rằng vấn đề chỉ là các sao nam trẻ đang tranh giành nhau để hợp tác với Dương Tử do cô rất vượng bạn diễn. Nghệ sĩ nam nào hợp tác với cô cũng nhanh chóng hot. Trước ồn ào về độ hot, Dương Tử không phản hồi. Trong khi đó, phim Trầm Vụn Hương Phai cô đóng khá thành công. Phim đạt top 1 bảng xếp hạng chỉ số nhiệt độ phim chiếu mạng trên Vincam. Lượt xem hashtag chủ đề Trầm Vụn Hương Phai đạt khoảng 2,3 tỷ lượt. Bộ phim tổng cộng có đến 110 hot search trên các nền tảng. Dương Tử sinh ngày 6 tháng 11 năm 1992, diễn xuất từ năm 7 tuổi. Cô ghi dấu với loạt phim Chu Tiên Thanh Vân Chí, Hoang Lạc Tụng, Hương Mật Tựa Khói Sương. Năm 2019, cô và tài tử Lý Hiện gây sốt với phim Cá Mực Hầm Mật. Gần đây Dương Tử vừa hoàn thành xong bộ phim Trường Tương Tư đóng cùng Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ. Gần 4 năm Trần Tình Lệnh lên sóng, vai diễn Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến bất ngờ hot trở lại vì lý do này. Loạt chi tiết khẳng định Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến có thể đại bạo, ngang tầm Trần Tình Lệnh. Vai diễn của Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh bất ngờ lọt top cao trong bảng chỉ số truyền thông nhân vật của Vincam. Sau gần 4 năm kể từ ngày Trần Tình Lệnh lên sóng, hai nam chính của phim là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng vững ở vị trí đỉnh lưu, tài nguyên dồi dào và sở hữu lượng fan đông đảo. Rất nhiều người đều đồng tình với nhận định, nếu hai nam thần ngày đó không góp mặt trong dự án đam cải này, có lẽ Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến sẽ phải lăn lộn trong nghề một khoảng thời gian dài nữa mới có thể phi thăng. Đáng nói, dù phim đã lên sóng và hạ màn từ lâu, nhưng vừa qua vai diễn Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến bất ngờ hot trở lại, còn leo thẳng vào top 15 chỉ số truyền thông nhân vật phim truyền hình của Vincam, trang trống kê số liệu uy tín tại Trung, tranh hạng cùng nhiều đàn em đang thu hút chú ý gần đây như Trọng Tử, Dương Siêu Việt, Lạc Âm Phàm, Từ Chính Khê, phim Trọng Tử, Dạ Đàm, Lý Lan Địch, phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Nguyên nhân vai diễn Ngụy Vô Tiện lọt top lần này theo nhiều netizen suy đoán có liên quan tới việc tham dự sự kiện thời trang tại nước ngoài gần đây của Tiêu Chiến, giúp anh thu hút được lượng fans mới. Thế nên họ mới tìm lại những bộ phim do anh đóng để xem, khiến chỉ số truyền thông nhân vật tăng lên. Mặc dù sau Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã tham gia nhiều dự án hấp dẫn không kém, cũng đạt được một số thành tích nhất định, trong đó có Dư Sinh Sinh Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Đấu La Đại Lục. Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra hiệu ứng phim không được bùng nổ như Trần Tình Lệnh năm đó. Hiện tại, khi biết Ngọc Quốc Giao của Tiêu Chiến, hợp tác cùng Nhậm Mẫn, Vương Sở Nhiên khả năng cao sẽ lên sóng vào năm nay sau nhiều lần gặp khó trong bước kiểm duyệt cuối cùng, người hâm mộ đều đang vô cùng háo hức, mong đợi lịch chiếu chính thức. Mới đây, người hâm mộ đã chỉ ra những chi tiết cho thấy bộ cổ trang này của Tiêu Chiến có thể trở thành dự án đại bạo của năm. Thứ nhất, nội dung phim xoay quanh tình cảm sư đồ luyến. Đây không phải mô típ mới mẻ nhưng lại rất được người xem ưa chuộng. Nội dung Ngọc Cốt Dao kể về chuyện tình đầy sóng gió của Thái tử Không Tang, Thời Ảnh, Tiêu Chiến và quận chúa Xích Tộc, Chu Nhan, Nhậm Mẫn. Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa, thuần khiết. Nàng dần phá vỡ mọi giới hạn và trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần cao cao tại thượng Thời Ảnh. Nội dung này khá giống với Hoa Thiên Cốt khiến người hâm mộ rất mong chờ. Thứ hai, phim quy tụ dàn sao vô cùng chất lượng của CBiz. Trong khi Tiêu Chiến là đỉnh lưu, hàng thật giá thật, thì nữ chính Nhậm Mẫn là nữ hoàng phim bi, rất giỏi lấy đi nước mắt người xem. Nữ phụ do Vương Sở Nhiên đảm nhận, người được mệnh danh là Tiểu Lưu Diệt Phi do ngoại hình nổi trội. Cuối cùng, kỹ xảo và tạo hình nhân vật của Ngọc Cốt Dao rất được khán giả yêu thích. Qua trailer tung ra, có thể thấy phim đầu tư chỉnh chu,
bối cảnh và trang phục của nhân vật khá đẹp, mang lại cảm giác thần tiên rõ nét. Hiện tại vẫn chưa rõ lịch phát sóng của Ngọc Quốc Giao. Tuy nhiên nhiều người dự đoán phim sẽ lên sóng vào hè năm nay, hứa hẹn bùng nổ không kém Tinh Hán Sáng Lạn hay Thương Lan Quyết, thậm chí còn có thể ngang tầm với Trần Tình Lệnh năm xưa. Dù thể loại phim khác nhau,